Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo các nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị về chuẩn ông Trịnh Xuân An, ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa 15 giữ chức vụ ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa 15. Nghị quyết cũng phê chuẩn ông Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa 15, giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa 15. Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa 15, các ông Trịnh Xuân An và Cao Mạnh Linh được hưởng vụ cấp chức vụ hệ số 1,25. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội là ông Lê Tấn Tới. Ủy ban này hiện có 4 phó chủ nhiệm và 5 ủy viên thường trực gồm các ông Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Thiếu tướng Trần Đức Thuận, Đại tá Vũ Huy Khánh và ông Trịnh Xuân An. Ông Trịnh Xuân An 42 tuổi quê ở Thanh Hóa, trình độ cử nhân luật. Ông hiện là đại biểu Quốc hội, thuộc đoàn Đồng Nai, phó chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, phó chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Cuba. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội là bà Lê Thị Nga. Ủy ban này có 5 phó chủ nhiệm và 3 ủy viên thường trực gồm các ông Nguyễn Công Long, Nguyễn Danh Tú và Cao Mạnh Linh. Ông Cao Mạnh Linh, 42 tuổi, quê Hà Nội, trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, tiến sĩ, chuyên ngành luật. Ông Linh là đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Thanh Hóa, phó chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Italia.